chạy. Chạy luôn. Ông kia dính nhá, ông bên kia dính nhá, nó săn tô à? Cá đi ăn rồi anh em ạ, dính rồi. Ông bên kia cũng dính. Bên kia nhảy giật phát nhảy lên. Anh em ấy hàng đây chứ còn hàng đâu. Đây, cô em đang dòng. Đỏ ăn tất. Cười em ơi, đỏ ăn tất rồi. Đấy, anh em đang úp giữa hồ nhá. Đây đang đang dòng cá rồi anh em. Với hàng khủng đang dòng cá. Con này to đấy anh em ạ. Đầu gấu đấy, không phải vừa đâu. Con này 15 cân rồi. Đéo đâu rồi? Thằng béo có ra đây xem không béo ơi? Đen 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 Quỳnh ơi, hồ Hạ Tiến ở trên Phùng Phùng Đan Phượng Hà Nội. Bên kia cũng dính, bên kia đã lên rồi, bên kia con nhỏ, bên này con to, nó lên từ lâu. Ở chép à? Con này cũng đuối đuối thôi, con này mệt. Chim đi, chim chim chim. Anh em đang ngoài chim thì cô em gọi điện, đây vẫn 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 chưa lên này. Vẫn đang dòng, vẫn chưa lên, sắp lên rồi. Đây cô em này. Cô em bảo thằng Hải nó bảo anh ơi gửi cho em vị trí thì bảo chờ tí gửi gì chưa. Cứ bình tĩnh cho thòi lên đã, để ăn. Vào lưng anh em ạ. Chấm đen một cái chỉ quánh vào vây cái gặp chấm đen to đánh người không bao giờ dính. Khỏe vẫn khỏe đấy, vẫn khỏe. Chuẩn bị lên rồi, chuẩn bị lên rồi, chuẩn bị lên rồi, anh em đang lội. Chết rồi. Con này phải đầu 10. Ở đây 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 có cân đây anh em bắt kèo đây, con này mấy cân? Đây 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 taxi đâu? Chở luôn cá về. Mang luôn cá về Hải ơi, sói ơi. Đây có cân đây luôn, thử luôn anh em. Bao cân? Anh em sẽ bao cân. 8 cân rưỡi. 8 cân. 8 cân rưỡi. 8 rưỡi à? Suýt 9. 8 gần 9, gần 9, suýt 9 cân. Con này con cá mập. Con đen. Em đang lấy chim anh Tùng cho em một vật này. Đây đây túi đây. Hai sói cho anh vào túi rồi. Đây, đây đây đang live stream em cho vào túi này. Đây, túi này. Gần 9 cân. Đúng không? Con thứ hai rồi anh em nhá, con thứ hai.
ôm mình nhỉ. Mày không lùi không hổ. Cắm đầu xuôi quá. Bảy xa xa ra. Ngon. Thế mà không được cái lục nào ở đấy nhỉ? Lên chép giòn thế này. Lên chép giòn à. Chép giòn mới vào việc. Anh em đến đây. Ăn cao. Đồ đâu vào đây em. Vượt này ở quá. Vượt mẹ quá. Một cháu đầu tiên á. Cầm hàng cái gì ấy? Hàng. Đen. Hàng chưa? Hàng rồi. Và hàng không? Hay chép giòn. Muốn chép giòn đi hàng nào? Chép à? Chép à? Ôi. Chép giòn vào việc chứ còn đen đéo thích. Chép à? Chép giòn đây. Mơ đấy. Phải giòn không? Ui, mẹ lùn. Hai nữa này. Hai nữa. Con này chết ta. Hai nữa. Không phải giòn. Hai nữa luôn này. Ôi giời. Được mấy bộ nữa anh ngon kìa. Tình yêu lưới của mình đúng không? Con này đầu mới đây. Con này là bị mắc lưỡi chứ không phải mắc nó đâu anh. Ờ. Lưỡi của nó mắc vào cước của mình. Mày gỡ. Vào tay tôi. Địt mẹ thằng này. Sao rồi được? Có tin kìa. Vào tay thì nó nhảy cho phát nát con mẹ tay ra. Con này là bị ấy rồi. Con này bị mắc vào lưỡi của nó gì rồi. Em kẹp vây cho nó gỡ này không có. Nó giấy mẹ vào tay. Tôi xem phải nước mẹ không? Xoay gần lại. Vào tay. Bỏ ra đấy đi. Mày cầm cước của mình sợ rồi ok. Nó cho phát vào tay ăn cắm lợn luôn. Con này phải ba trông đi thôi. Trông móm nhá. Trông móm đã. Ừ, tạm thời trông móm. Đéo hiểu nó quấn kiểu gì cả. Dài đẹp hết. Được không? Không món được rồi. Như vợ mèo. Hiểu dính nó quấn luôn trên này. Cái lục đến đánh cũng được đấy. Là quấn lưỡi của nó vào. Xoài sẽ cắt kẹo. Ôi vứt đi, dỉ quen. Được rồi anh. Đen gầm lâu rồi. Cái này mang về cho ông Tài câu Châu Phi. Cái này đen gầm trong lâu. Cái này chắc là cũng được mấy hôm rồi. Thấy gì dị. Chưa được nửa tháng rồi. Hôm nay là... mẹ cùi cá rồi ra, không phải vợt đâu. Ông Hà lưu manh lắm. Chưa gì thấy. Chạm lên. Con này bé khoảng 20 cân thôi. Chép giòn rồi. Quả máy bổng nó lên đi anh. À. Nó đánh vào đúng mang. Thôi đừng suy dại. Vật đi. Anh Tùng vào đi anh Tùng. Cho nó lổi lên ạ. Con này chết oan này, đéo có lục đâu gì nó phao. Thôi lên luôn rồi. Ôi trời. Đảo cái tí khuyên nào, đội này. Con chết oan. Đội này nghe về ái quá nhỉ. Quay lại cả đầu phao đó. Ôi trời, móc phát vào mắt. Lấy cả đầu phao. Đấy, ăn đủ luôn cả đấy luôn. Bốn cái cóc luôn. Không có kìm à? Con này thì đéo đi đâu được. Cái này có chạy ở bắt. Con này không có kìm, có kinh lắm nè. Có kìm à? Kìm. Câu nó đủ bốn lưỡi một cái là bắt. Kìm ở chỗ đéo đâu, chỗ này này. Ngoài kia, có qua giờ sẽ... Đây rồi. Quen tay gỡ đi ô Hà ơi.
con này thì có lâu rồi, chứ còn ôi, con này thịt thối à, mình thả ra mù mắt, mù rồi, nóng nó mù mắt, ăn đổ cái bộ luôn, đủ bộ. Con này thì sao? Cái lục có một cái lục nữa. Được cái lục nữa. Một cái lục nữa. Kéo tụt. Lục nữa đâu? Đây. À, đấy tí vào việc. Có một luôn không? Không có khuyên. Chỗ này là có khuyên. Không có khuyên. Có khuyên cụ lồn. Đây, được cái tứ nữa. Ừ. Cho. Mở miệng nhá. Nó có hạt chặn đấy. Đấy, hạt chặn anh kéo hạt chặn lên. Phút đấy, đấy. Có 10 cân để trong. Vâng, đấy đúng rồi. 25 ở đấy. Nó có cái nút hạt chặn ấy, kéo nó hạt chặn ra là nó chụp ra mà. À đây. Mình đi học cái miếng cổ gà. Con này bị thương nặng rồi do cái kia. Có chết được à? Đấy. Buộc tút lút mà. Gãy bà đầu phao làm luôn nào ông Tuấn. Hả? Tuấn ơi! Gãy bà đầu phao rồi. Bỏ phao làm thay. Đầu cắn thôi. Ôi, không cẩn thận. Hải sói. Hải sói nhìn cá to sợ nó phi đứt phi rách túi ông phải thút lút. Ấy hạ lại ngoài này đến để nó. Đấy anh cứ trườn vào đây. Tô cà phê. Tự dưng nó thủng tướng cước là vô phát thi nhau nó chạy hồ đi ra đổ tất cả này ừ. Hết giặt túi thôi cho mẹ hết đi cho cả túi về nhà rồi bạn có đâu này đây anh quay phát điện thoại thì chưa đâu nhanh lên đi. Nhanh còn kịp này không bê vào này. Quay kẻ phát 5 lít nha Tiến nha. Quay kẻ phát 5 lít em nha. Nằm im đi đừng lại. Mẹ to. Sáng sớm là được là đi về rồi. Sáng sớm được đi về. Một bảo 1 ca thì 4 giờ đến bây giờ. Vừa ngồi đấy anh cứ bảo vừa ngồi quánh 30 phút lên ba con về luôn. Em mày ngồi mày đại diện đi, có cái đéo gì đâu. Đây, cái à, mày có cười lên, anh chụp ảnh cho phát ạ. Đấy thằng Tô, thằng cu em. Đấy, đấy. Hàng đấy. Số 8, 9 đằng sau nhá. Hết thủ tục rồi, vui rồi. Thế mà để gì không? Tức là cột. Thế là vứt ô tô. Cái gì vào đây nhá?